đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng lại tiếp tục lên sóng một dàn xe bản sedan hai đầu, hàng nhập hàng Việt, số sàn số tự động, hiện đang có tại bãi xe ô tô của em. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe bản sedan hai đầu mà giá chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng, vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng, là một mẫu xe Daewoo Lachatti sản xuất được năm 2004, mà phiên bản số sàn. Khuy động cơ em này nó là 1.8 các bác nhá. Con này nó là bản mắc, bản đủ. Đấy. Trang bị màn hình cam nồi đầy đủ, biển kiểm soát Bắc Linh 99A. Vâng, giá tiền thì chỉ có vài chục triệu đồng thôi. Đấy, con này thì bên em đang chào bán với giá là chỉ với 88 triệu đồng các bác này. Vâng, chỉ 88 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lachatti, tên tư nhân mà biển Bắc Linh, nội thất ghế da trang bị hai màu, màu đỏ và màu đen. Vâng, chỉ với 88 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lachatti bản sedan hai đầu. Con này nó là bản mắc, bản điều hòa auto các bác nhá. Đấy, điều hòa auto sơn si thì màu đen xịn sò luôn. Và đeo biển kiểm soát 35A. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios. Vâng, Toyota Vios là một trong những mẫu xe quốc dân, mẫu xe bền bỉ và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, thương hiệu của Nhật Bản. Con này thì đặc biệt là trang bị la răng đúc 4 bánh này, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Con này thì có năm sản xuất đến năm 2005 thôi các bác nhá. 2005. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất đến năm 2005. Vâng, con này thì bên em đang chào bán trước lại với giá là đâu đó là chỉ có 120 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 120 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, 120 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, các bác mua về tập lái che mưa che nắng thì rất là ok. Đấy, tập lái che mưa che nắng các bác nhá. Đấy, em sẽ đi từ bé đến lớn các bác nhá, từ rẻ đến đắt luôn. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Ford này. Đấy, Ford này là Ford Laser. Đấy, phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.8 máy xăng. Đấy, đeo biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Đấy, một mẫu xe Ford Laser sản xuất trong năm 2002. Vâng, xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới. Giá tiền 145 triệu đồng, giảm luôn cho các bác 10 triệu còn 135 triệu đồng các bác nhá. Đấy, dòng này thì đi rất là bền. Vâng, đi rất là bền các bác nhá. Nội thất này rất là tươi. Đấy, con này thì keo chỉ zin luôn. Đấy, máy số con này thì rất là ngon. Đấy, một mẫu xe bản sedan ở đầu. Sơn si của nó màu xanh quân đội, mà giá tiền chỉ với 135 triệu đồng các bác nhá. Đấy, rất là rẻ luôn. Đấy, mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ. Tiếp theo đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Vâng, một mẫu xe Bullitt X-Trailer sản xuất năm 2009 các bác nhá. 2009 này, hàng nhập khẩu các bác nhá. Đấy, dòng Camry thì cũng nhập khẩu từ Đài Loan, mà con này cũng nhập khẩu Đài Loan các bác nhá. 129 triệu đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này em sẽ bớt cho các bác 10 triệu còn 119 triệu đồng. Đấy, 119 triệu. Vâng, số tự động mà đời thì 2009, màn hình Android la răng đúc 4 bánh, túi khí cũng như ABS, mà giá tiền nay chỉ còn 119 triệu đồng các bác nhá. Mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ luôn. Đấy. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios. Toyota Vios bản sedan hay đâu. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá, đeo biển kiểm soát Thái Bình quê lúa này. Đấy, một mẫu xe bản G. Đấy, con này thì sản xuất năm 2003. Vâng, số sàn động cơ của nó là 1.5. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng thôi. Biển kiểm soát Thái Bình quê lúa các bác nhá, 17A. Vâng, sơn si thì màu vàng cát. Vâng, biển kiểm soát Thái Bình. Đấy, con này bản G số sàn các bác nhá. Mazda này. Đấy, Mazda 3S sản xuất năm 2009, nhập khẩu từ Đài Loan về. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này, bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá trước này với giá là 252 triệu đồng thôi. Mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ, có cả cửa sổ trời các bác này. Đấy, có cửa sổ trời mà giá chỉ với 252 triệu đồng thôi. Đấy, túi khí cũng như ABS, nội thất này, nội thất ghế da, màn hình đầy đủ rồi, bàn phím tích hợp trên vô lăng. Đấy, giá tiền thì chỉ với 252 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ về cho các bác. Đấy, bao rút hồ sơ gốc cho các bác nhá. Đấy, cũng như có cả hỗ trợ sang tên bấm biển luôn cho quý vị và các bạn. Đấy, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe Mazda, vâng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Đấy, Mazda 3S các bác nhá. Số tự động, động cơ 2.0.
đeo biển kiểm soát Bắc Ninh. Vâng, một mẫu xe Daihatsu Gentra bản sedan 2 đầu, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Vâng, hàng nhập khẩu có nhá, biển kiểm soát Bắc Ninh này, sơn xi thì màu ghi rất là đẹp luôn. Và đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng các bác nhá. Giá tiền của chiếc Daihatsu Gentra nhập khẩu là 169 triệu đồng. Đấy, 169 triệu đồng. Đấy, bên em có bao hồ sơ cho các bác. Hàng nhập khẩu thì tôn vỏ rất là dày này. Đấy, đặc biệt em nói thì bộ ghế lỉ này thì rất là chất luôn. Màn hình Android, cam nồi đầy đủ, túi khí đầy đủ các bác nhá. Đấy, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng luôn các bác này. Đấy, bác nào mà thích dòng Toyota thì đây là một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, số tự động bản G, đời 2009, gương kính chỉnh điện, túi khí ABS. Đấy, màn hình Android, cam nồi đầy đủ rồi. Đấy, full đồ chơi luôn các bác nhá. Giá tiền thì con này thì bên em đang chào bán chiếc này với giá là 288 triệu đồng. Vâng, 288 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất trong năm 2009. Con này nó là bản G số tự động. Đấy, bản G nó là bản cao cấp của dòng Toyota các bác nhá. Đấy, dòng Vios. Và đây tiếp tục, đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Avante. Đấy, đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15A 03792. Một mẫu xe bản sedan hai đầu. Đấy, túi khí cũng như ABS, Hyundai Avante 2011. Đấy, hiện tại trước Hyundai Avante này bên em đang chào bán trước này với giá là 312 triệu đồng. Đấy, với giá tiền 312 triệu đồng, quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe phiên bản số tự động, túi khí ABS, bản full cửa sổ trời. Đấy, gương kính chỉnh điện và cốp xe. Tiếp tục, đây là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá, mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios là hàng quốc dân, giá cả thì rất là bình dân. Đấy, giá cả bình dân luôn các bác nhá. Đấy, giá tiền con này thì 295 triệu đồng. Đấy, đời 2014 các bác nhá. Con này thì đời 2014 các bác này. Đấy, 295 triệu đồng. Đấy, còn có bớt, đấy, giá trên còn bớt cho các bác, có lộc lá cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng luôn. Đấy, miễn phí tiền ship các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Daihatsu Gentra, Gentra nhập khẩu bản sedan hai đầu, biển kiểm soát tại còn Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này, mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Đấy, đỡ luôn được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Biển kiểm soát Hà Nội rất là có giá trị luôn. Con này thì bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 175 triệu đồng. Vâng, 175 triệu đồng. Đấy, bác nào khéo mồm khéo miệng đến đây em sẽ bớt cho các bác số lẻ luôn. Đấy, bao cả hồ sơ miễn phí tiền ship luôn các bác nhá. Đấy, miễn phí tiền ship trên mọi miền tổ quốc, trong cái khách hàng có được cả lộc lá luôn. Vâng, 175 triệu đồng, hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu thì tôn vỏ rất là dày. Honda Civic này. Đấy, Honda Civic mang thương hiệu của Nhật Bản, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.8 máy xăng, đeo biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Một mẫu xe Honda Civic bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Con này thì nó là bản đủ gãy số trên vô lăng. Vâng, bản full cửa sổ trời. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, túi khí cũng như ABS, gương kính chỉnh điện. Đấy, giá tiền của chiếc Honda Civic bên em đang chào bán chiếc này với giá là 245 triệu đồng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, form giá dáng thì rất là đẹp luôn. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội, đời cao mà giá thì lại chỉ mới 198 triệu đồng thôi. Đấy, một mẫu xe Daihatsu Lacetti, bản này là bản SE số sàn, khối động cơ em nó là 1.6 thôi các bác nhá. Đấy, dòng này thì đi rất là đầm chắc luôn. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Giá tiền thì chỉ với 198 triệu đồng thôi. Đấy, một mẫu xe Daihatsu Lacetti. Vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Màn hình Android, cam nồi đầy đủ, túi khí cũng như ABS, gương kính chỉnh điện. Mẫu xe Toyota các bạn ạ. Toyota Vios 2011. Vâng, bản này là bản E, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Đấy, số sàn, động cơ 1.5. Đấy, dòng này thì đi rất là lành và bền các bác nhá. Đấy, giá tiền trước này là chỉ với 245 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng vừa đá, mẫu xe Toyota Vios đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị các bác nhá. Sơn xi thì màu bạc, la răng úp, túi khí cũng như ABS. Và đây là một mẫu xe Honda. Vâng, một mẫu xe Honda Civic, động cơ 2.0 bản đủ, tư nhân chính chủ mà lại có biển Hà Nội. Đấy, giá tiền con này thì chỉ với 275 triệu đồng. Đấy, con này thì 2008 quý vị và các bạn nhé. Đấy, bao zin cả xe luôn. Đấy, bao zin cả xe. Đấy, máy số zin, keo chỉ zin. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, túi khí cũng như ABS, gương kính chỉnh điện, gãy số trên vô lăng. Và mẫu xe rẻ nhất bãi này các bạn này. Đấy, con này thì chỉ với 40 triệu đồng thôi. 40 triệu đồng. Đấy, cho một mẫu xe này là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật, sản xuất những năm 1993, biển kiểm soát Hà Nội. Đây là một mẫu xe Nissan Probe, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật, sản xuất 1993,
Đấy, máy lộ mà còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa vẫn mát, côn số thì gọn gàng. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe con này thì nó là Kia. Vâng. Một mẫu xe Kia Celato 2016. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ này. 15A. Vâng, 47142. Đấy, keo chỉ zin. Con này thì bao test hãng thoải mái cho quý vị và các bạn này. Tôn vỏ của em nó thì mỏng tang luôn. Đấy, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng các bác nhá. Đấy, Cro Control, gảy số trên vô lăng, bàn phím tích hợp trên vô lăng, màn hình Android cam nuôi đầy đủ. Đấy, trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn. Đấy, đồ chơi thì full đồ rồi. Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Celato 2016 này, alo cho em các bác nhá. Con này thì 445 triệu đồng thôi. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai TT các bác nhá. Hyundai Avante. Hyundai Avante sản xuất năm 2011. Giá tiền thì 312 triệu đồng. Xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng các bác nhá, không taxi, không dịch vụ luôn. Số tự động, vâng, bản full cửa sổ trời, túi khí cũng như ABS. Một mẫu xe Hyundai TT Avante. Dòng Hyundai thì máy móc còn rất là lành các bác nhá, đồ đạc thì rất là dễ thay thế luôn. Giá tiền thì chỉ với 312 triệu đồng. Đấy, có ba hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Và bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập lái che mưa che nắng tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng tiêu mới, mang nước sơn màu trắng ngọc trai. Đây là một mẫu xe Daewoo Gentra 2009 các bác nhá. Số sàn, khối động cơ của nó là 1.5. Vâng, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 6 lít xăng thôi. Đấy, sơn xi thì màu trắng này, đã được độ lên bộ tem thì rất là bắt mắt luôn. Giá tiền chiếc này là chỉ với 136 triệu đồng thôi. Vâng, 136 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gentra. Đấy, Daewoo Gentra các bác nhá, thương hiệu Hàn Quốc, màn hình Android cam nuôi đầy đủ ra. Đấy, sơn xi thì ok, đẹp đẽ sạch sẽ rồi. Máy lộ thì còi rất là to, đấy, côn số thì rất là ngọt. Đấy, bên cạnh đây là một mẫu xe Hàn Quốc dân. Vâng, mẫu xe Toyota Vios. Vâng, sơn xi thì màu đen. Vâng, màn hình cam nuôi đầy túi khí các ABS này, con này bản e xịn luôn các bác nhá. Đấy, bản e xịn luôn, trang bị màn hình to phạc luôn. Đấy. Với giá tiền của chiếc Toyota Vios. Vâng, sản xuất năm 2016 các bác nhá, 2016 là 340 triệu đồng. Đấy, 340 triệu đồng, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn. Đấy, sơn xi màu đen xịn sò. Vâng, một mẫu xe Toyota Hàn Quốc dân. Và đây là một mẫu xe Hyundai Avante. Hyundai Avante mang biển kiểm soát 15A. Vâng. Con này thì có năm sản xuất năm 2012 các bác nhá. Giá tiền thì chỉ với 320 triệu đồng thôi. Đấy, 320 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất năm 2012, số tự động, động cơ của nó là chỉ với 1.6 thôi. Đấy, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 7 lít xăng thôi. 7 lít xăng trên 100 cây số chở được 5 người. Dòng này thì đi rất là bền và lành. Đấy, túi khí cũng như ABS, gương kính chỉnh điện và cụm xe. Đấy, sơn zin màu trắng xịn sò, nguyên bản trong xe. Và đây là một mẫu xe quốc dân, giá cả bình dân, Toyota Vios. Sản xuất năm 2018 các bác nhá. 2018 này, số sàn. Đấy, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.5 thôi. Đấy, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán chiếc này với giá là đâu đó là 372 triệu đồng. Đấy, 2018 một chủ từ mới. Kia Rio hàng nhập khẩu nguyên con. Vâng, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, một mẫu xe Kia Rio sản xuất năm 2011. 2011 các bác nhá. 2011, số sàn, khối động cơ 1.4, nội thất ghế da hai màu, túi khí cũng ABS, gương kính chỉnh điện. Đấy, màn hình Android. Với chiếc này bên em đang chào bán với giá là 188 triệu đồng các bác nhá. 188 triệu đồng, có bao hồ sơ về cho các bác. Đấy, có bao hồ sơ cũng như có cả hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, một mẫu xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất năm 2013, đeo biển kiểm soát hai củ lạc. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, một mẫu xe Chevrolet Cruze. Đấy, 2013, giá tiền 245 triệu đồng. Vâng, 245 triệu đồng, giá trên còn có lộc đá cho các bác, bao cả rút hồ sơ, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe Chevrolet Cruze này, hãy cứ nhấc máy alo cho em. Vâng, sơn xi thì màu đen xịn sò, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Và đây là một mẫu xe Kia K3. Kia K3 sản xuất năm 2014, mang khối động cơ 2.0. Vâng, con này nó là bản đủ các bác nhá. Bản đủ nó có Cro Control, ga tự động. Đấy, ghế chỉnh điện. Vâng, túi khí cũng như ABS. Vâng, mang biển kiểm soát Quảng Ninh, với giá tiền chỉ với 415 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe Kia K3 số tự động bản đủ.
Và đây là một mẫu xe gọi là đẳng cấp, còn đẳng cấp đó là mãi mãi luôn, sánh ngang cùng với Camry luôn các nhé. Một mẫu xe Honda Accord sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc, cái số tự động, động cơ 2.0. Với giá tiền của chiếc Honda Accord bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Đấy, 355 triệu đồng cho một mẫu xe Honda Accord nhập khẩu nguyên chiếc. Và một mẫu xe đeo biển kiểm soát Hòa Bình. Vâng, một mẫu xe Daewoo Lacetti. Daewoo Lacetti sản xuất năm 2010. Con này nó là bản SE số sàn, động cơ của nó là 1.6. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn. Đấy, giá tiền gì loanh quanh chưa đến 200 triệu đồng của anh nhá. Đấy. Nội thất này các bác này. Đấy, nội thất thì ghế da hai màu, màn hình Android, cam nồi đầy đủ các bác nhá. Một mẫu xe Daewoo Lacetti hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, số sàn, khối động cơ 1.6. Đấy, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu chiếc xe này tầm khoảng 6 đến 7 lít xăng trên 100 cây số, chở được 5 người. Đấy, một mẫu xe Daewoo Lacetti nhập khẩu, đấy, 198 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Ford Fiesta. Ford Fiesta sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động. Đấy, mang thương hiệu của nước Mỹ các nhá. Dòng Ford thì đi rất là bền luôn. Đấy, giá tiền của chiếc Ford Fiesta bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe 2011 số tự động, động cơ chỉ với 1.6 thôi. Đấy, động cơ 1.6 máy xăng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, một mẫu xe Daewoo Lacetti. Đấy, bản SE số sàn, khối động cơ 1.6 này. Biển kiểm soát tại quận Hà Nội, keo chỉ zin cả xe luôn. Đấy, con này thì rất là đẹp các bác nhá. Với giá tiền 198 triệu đồng 2009. Và lấy được một mẫu xe đời cao mà giá thì lại thật rẻ luôn các bác nhá. Đời 2013. Đấy, thương hiệu của Nhật Bản luôn. Đây là một mẫu xe Nissan Soli. Đấy, Nissan Soli mang thương hiệu Nhật Bản, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5. Đấy, giá tiền chỉ với 205 triệu đồng cho một mẫu xe Nissan Soli bản sedan hai đầu, khối động cơ 1.5 máy xăng, túi khí nha. Đấy, túi khí an toàn cho người lái các bác nhá. Đấy, bô lăng 3 chấu, màn hình Android đầy đủ luôn. Đây là một mẫu xe Kia Rio sản xuất năm 2015, vâng, số tự động, động cơ 1.5 và 1.4 các bác nhá. Đeo biển kiểm soát Hải Phòng, vâng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Mà giá tiền thì chỉ có 385 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Rio nhập khẩu này. À, Daewoo Gentra, vâng, Daewoo Gentra 2010. 2010, vâng, với giá tiền chỉ với 139 triệu đồng thôi. Đấy, đeo biển kiểm soát Hưng Yên các bác nhá, 89A. Đấy, 34919 này. Đấy, sơn si thì màu đen, biển kiểm soát Hưng Yên. Đấy, tư nhân chính chủ lữ sử dụng luôn. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2023. Nội thất này, ghế da này. Đấy, màn hình đầy đủ rồi. Đấy. Mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, một mẫu xe tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới, sản xuất năm 2017. 2017 thì nó lên máy mới, máy trắng, biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, màn hình cano đầy đủ. Đấy, giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là chỉ với 365 triệu đồng các bác nhá. Đấy, một chủ sử dụng từ mới luôn. Đấy, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lạnh. Đồ đạc con này thì rất là dễ thay thế, màn hình Android, cam nồi đầy đủ luôn. Túi khí cũng như ABS. Đấy, con này một chủ từ mới các bác nhá, máy mới, máy trắng này. Sơn si của nó màu đen xịn sò luôn. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Kia K3 sản xuất năm 2015. 2015, động cơ 2.0. Động cơ của nó 2.0 nó là bản đủ đây. Đấy, bản đủ các bác nhá, có cả cruise control, ga tự động. Đấy, bản full cửa sổ trời. Đấy. Đề lộ startup, bàn phím tích hợp trên vô lăng, gương kính chỉnh điện và gồm xe, túi khí cũng như ABS. Đấy, trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn. Và giá tiền trước này là bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng. Đấy, mẫu xe Kia K3 sản xuất 2015 các bác nhá. Form dáng của em nó thì rất là phong cách thể thao luôn. Toyota Vios hàng quốc dân, giá cả bình dân, vâng, 2015, giá tiền chỉ với 275 triệu đồng, sơn si thì màu trắng này, biển kiểm soát 60A, vâng, một mẫu xe quốc dân, động cơ chỉ với 1.3 thôi. Hyundai Accent sản xuất 2018, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.4, con này thì nó là bản đủ, có đầy đủ startup top, đèn bi siêu sáng nguyên bản theo xe. Đấy, con này bản đủ các bác nhá, sơn si thì màu vàng cát, vâng, một chủ sử dụng từ mới. Giá tiền thì con này thì loanh quanh 400 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Nissan Soli. Vâng, Nissan Soli sản xuất năm 2013. Vâng, một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đời cao mà giá thì lại còn rẻ. Đấy, giá rẻ như cho các bác nhá. Đấy, 2013, con này so với Vios thì con này thì rẻ hơn khoảng 5-60 triệu các bác nhá.
Đấy, loanh quanh chỉ với 200 triệu đồng thôi. 200 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Nissan Soli 2013, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.5, vâng 1.5 máy xăng các bạn nhá. Đeo biển kiểm soát Hòa Bình. Đây là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios 2014, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, đeo biển kiểm soát 28A. Mang nước sơn màu bạc, túi khí cũng như ABS đầy đủ. Vâng. Gương kính chỉnh điện và cục xe. Đấy, trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn. Mà giá tiền thì con này thì chỉ với 325 triệu đồng thôi. Đấy, xe gia đình xịn sò luôn các bác nhá. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Màn hình Android và cam nối đầy đủ luôn. Đấy, mẫu xe gia đình xịn sò. Và đây là một mẫu xe bản limo lưng phun kịch đồ. Đấy, Toyota Vios. Đấy, một mẫu xe sản xuất năm 2010. Đấy, bản limo các bác nhá. Bản limo lưng phun kịch luôn. Giá tiền của con này thì bên em đang chào bán trước này với giá đâu đó là chỉ với 179 triệu đồng thôi. Đấy, 179 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân. Vâng, giá cả thì rất là bình dân. Vâng, đây là một mẫu xe này, là mẫu xe này là mẫu Chevrolet Cruze số tự động, động cơ của nó là 1.6, đeo biển kiểm soát Thái Nguyên. Xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng của anh nhá. Với giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng thôi. Đấy, mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ các bác nhá. Đấy, con này thì nó là 258 này. Đấy, giảm luôn cho các bác 10 triệu chỉ còn 248 thôi các bác nhá. Để đây thì đấy, ngay mặt đường thì nó hơi bụi một chút này, sáng vừa lau xong chiều đã bụi rồi các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Avante đeo biển kiểm soát Nam Định. Vâng, con này nó động cơ 2.0, nó là bản đủ các bác nhá. Đấy, giá tiền của chiếc Hyundai Avante là 309 triệu đồng, số tự động đời 2011. Và đây là một mẫu xe đeo biển kiểm soát Nghệ An. Vâng, một mẫu xe 2010 đời cao mà giá chỉ với 198 triệu đồng thôi. Đây là một mẫu xe Daiu Lachetti bản SE số sàn. Và tiếp tục đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Venna. Hyundai Venna thì là một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhá, mà giá tiền con này thì chỉ với 158 triệu đồng. Hàng nhập khẩu 5 chỗ ngồi, sản xuất 2008, một mẫu xe Hyundai Venna. Và form mới cũng là một mẫu xe Hyundai Venna. Con này thì nó là 2010 lên form mới các bác nhá. Đấy, trước này thì bên em đang chào bán trước này với giá là đâu đó là 180 triệu đồng. Đấy, xe tư nhân chính chủ, đấy, biển Hà Nội luôn. Nội thất ghế da màu đen. Vâng. Túi khí này, màn hình Android, cam nối đầy đủ luôn. Đeo biển kiểm soát hai củ lạc 88A, một mẫu xe bản sedan hay đâu, một mẫu xe Hyundai i10. Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên trước, sản xuất 2015. Đấy, giá tiền 245 triệu đồng. Đấy, 245 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước tiểu độ các bác nhá. Nội thất này, ghế da hai màu, màn hình đầy đủ rồi. Đấy, các bác mua về làm kinh doanh dịch vụ thì nhanh hồi vốn quá nhá. Đây là một mẫu xe bản G số tự động. Đấy, động cơ 1.5 với giá tiền chỉ với 385 triệu đồng thôi. Toyota Vios là một mẫu xe quốc dân. Vâng, mẫu xe lồi đồng của đá đi rất là bền luôn. Đấy, con này là bản G, nó là bản cao cấp của dòng Toyota Vios các bác nhá. Đấy, bản cao cấp của dòng Toyota Vios số tự động, điều hòa auto. Giá tiền 385 triệu đồng. Và con này thì bên em đang cắt lỗ thu hồi vốn này. Đây chỉ còn 298 triệu đồng thôi. Đấy, mẫu xe Toyota Vios 2014 form mới quá nhá. Đấy, chỉ với 298 triệu đồng, còn có bao hồ sơ cho các bác, cũng như có cả hỗ trợ vận chuyển như các bác miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vâng, vừa chỉ với 298 triệu đồng thôi. Hyundai ASEAN. Vâng, Hyundai ASEAN sản xuất năm 2010, con này nó là 13 các bác nhá. 2013. Vâng. Số sàn. Đấy, khối động cơ em này thì nó là 1.4, hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Đấy, giá tiền con này thì nó là 335 triệu đồng các bác này. Xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy, xe gia đình xịn sò luôn. Và đây là một mẫu xe i10 mang biển kiểm soát 35A biển Ninh Bình. Đấy, mẫu xe bản sedan hay đâu. Giá tiền con này thì bên em đang chào bán con này với giá là đâu đó là 245 triệu đồng. Và con này nó là bản G. Đấy, Toyota Vios bản G. Số tự động, động cơ 1.5. Đấy, bản G nó có điều hòa auto. Đấy, điều hòa auto có nhá, đèn bi salon. Đấy, siêu sáng nguyên bản theo xe. Giá tiền của chiếc này là loanh quanh đâu đó là 500 triệu đồng các bác nhá. Đấy, 500 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota. Toyota Vios là một trong những mẫu xe bền đẹp và rẻ tiết kiệm. Đấy, sơn xịt màu trắng này. Hyundai Solata.
Hyundai Sonata sản xuất 2004, mang phiên bản số tự động khối động cơ 2.0. Đấy, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn, không một ngày taxi dịch vụ, các bác nhắc cam kết bằng văn bản giấy tờ luôn. 175 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Hyundai Avante. Hyundai Avante sản xuất năm 2014, đời cao mà giá thì lại thật rẻ các bác nhá. Dòng này thì đời rất là cao mà giá lại rẻ các bác nè. Đấy, 275 triệu đồng đời 2014, tư nhân chính chủ, biển đây là biển Hải Phòng. Ký nháy lăn tay đầy đủ luôn. Mẫu xe Daewoo Lacetti. Daewoo Lacetti sản xuất 2008 này, số tự động, bản này là bản CDX các bác nhá. Đấy, giá tiền chỉ với 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lacetti bản CDX nhập khẩu nguyên trước. Và Toyota Vios, vâng, Toyota Vios 2017, số tự động bản E, vâng, số tự động bản E các bác nhá. Giá tiền của chiếc này thì loanh quanh là 405 triệu đồng. Và chiếc cuối cùng là chiếc Mẹt, vâng, Mẹt GLK. Mẹt GLK thì con này thì bên em đang chào bán với giá là 390 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, sản xuất 2009, động cơ V6 máy 3.0. Đấy, biển kiểm soát Bắc Linh, quê hương quan họ, tư nhân chính chủ hữu sử dụng luôn. Cam kết bằng văn bản giấy tờ cho các bác là keo chỉ zin, máy số thì rất là ngon. Đấy, con này thì đẳng cấp tuyệt vời luôn các bác nhá. Dạ vâng, vừa rồi thì đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng em vừa quay tổng hợp tất cả những mẫu xe bản sedan hai đầu, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động đang có tại bãi xe ô tô của em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng đoàn nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.